Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C. Đó chính là chiếc xe Mazda 3 quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Và ở 2017 này thì là xe đã được là bản facelift rồi quý vị và bạn nhé, tức là có phanh tay điện tử quý bạn nhé. Nó khác với những cái phiên bản đời trước đó là kéo phanh tay bằng cơ, còn bây giờ là bản facelift này thì đã có phanh tay điện tử rồi thưa quý vị và các bạn. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 539 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2017 facelift này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 2017 bản facelift tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sedan 2017 bản facelift tên tư nhân biển Hà Nội này quý vị và các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe, và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về, chúng tôi còn chưa kịp dọn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này là thật sự với quý vị và các bạn chỉ chưa việc dọn thôi, chúng tôi mới rửa qua bên ngoài đi một chút là tôi quay cho quý vị và các bạn xem thôi, chứ còn máy móc nội thất chưa có dọn một tí nào quý vị và các bạn nhé. Đấy, như nhìn về phần bên ngoài thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, nước sơn cũng còn rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, nước sơn rất là đẹp này, phần đầu phần ba đờ sốc cũng rất đẹp, rất mới luôn quý vị và các bạn nhé. Từ năm 2017 tính ra là chiếc xe đã sử dụng được 5 năm rồi, với hơn 5 vạn km mỗi một năm thì chiếc xe này lăn bánh có hơn 1 vạn km thôi quý vị và các bạn ạ, cũng rất là hợp lý quý vị và các bạn nhé. Đấy, và rất là đẹp đây ạ, cụm đèn pha cũng còn rất là mới quý vị và các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm xước sát gì cả này. Đèn gầm cũng còn nguyên này, rất đẹp, chưa có bị va chạm gì cả này. Mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất mới luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi mới mua về cho nên là chưa có dọn dẹp gì đâu, chưa có đánh bóng, chưa có sơn xi hay là làm cái gì cả. Vì là mấy hôm nay thì cũng là rất là bận cho nên là tôi mua về là tôi cứ đem ra tôi quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem cái đã. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu là gập điện quý vị và các bạn nhé. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây này. Đấy, dàn lốp cũng còn rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, dàn lốp này còn rất đẹp luôn. Đấy, và nhìn về cái phần sau, phần ba đời sốc sau đây quý vị các bạn ạ, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là đẹp. Từ cái cụm đèn hậu này còn mới này, cụm đèn hậu rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị là camera lùi, ba đời sốc sau rất là đẹp. Đấy, nhìn về cái phần sườn bên phụ cũng đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, dàn lốp này rất là dày, bên phụ cũng được là bấm tay để mở cửa đây quý vị các bạn này, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu là gập điện nhá. Đăng kiểm thì còn dài quý vị các bạn ạ. Đấy, đăng kiểm đến tận tháng 10 năm 2023 cơ mới hết. Đấy, đăng kiểm còn dài nhá.
Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem qua về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe nhé. Đấy, chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu, cho bên trong là nó hơi bẩn. Thì quý vị và các bạn thông cảm nhé. Trước tiên thì tôi mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, từ những cái phần keo chỉ này còn nguyên này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết là keo chỉ còn nguyên đấy ạ. Đấy, bên trong này là nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì. Đây, ví dụ như cái này nó bẩn chưa dọn quý bạn nhé. Nếu như đánh dọn đi là nó sạch, nó lại mới đấy ạ. Đấy, chưa có dọn dẹp tí nào cả, chúng tôi để bẩn để mua về cái cho nên là tôi đem ra tôi quay luôn đấy ạ. Chỉ có rửa qua bên ngoài một chút thôi, nhưng cơ bản là nó cái ốc còn nguyên bản đấy quý bạn này. Ốc bản lề chưa tháo này. Đấy, bụi bẩn thì còn nguyên đây các bạn nhé. Chưa có dọn dẹp tí nào cả đấy. Toàn bộ về những cái phần ốc này còn nguyên hết đây ạ. Đấy, quý vị bạn xem là ốc còn nguyên này. Bụi bẩn này rất là nhiều nhưng mà chúng tôi chưa có dọn dẹp gì được. Đấy, cửa nóc này đầy đủ hết cả rồi quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất da cao cấp nguyên bản. Và ở cái bản Felix này là phanh tay điện tử đây quý vị bạn này. Đấy, và nó có thêm nhiều chế độ lái nữa đây ạ. Đấy, nó khác với phiên bản đời trước đó ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cũng giống như vậy này, keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp này. Từ ốc bản lề này, còn nguyên đây ạ. Đấy, táp bi cánh cửa này. Ghế da này. Đấy, ghế da, hàng ghế phía sau này đều nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và những cái phần trong này thì chủ xe đã dán chống xước này. Đấy, cho nên là bóc ra là những cái này là còn mới lắm quý vị các bạn nhé. Đây, bẩn này, những cái bẩn này là chúng tôi sẽ dọn dẹp đi là nó sẽ hết, nhưng bây giờ là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả. Và sau hôm nay thì tôi sẽ cho đi dọn dẹp chiếc xe này để quý vị và các bạn đến xem xe tại cửa hàng tôi, thì chiếc xe nó đã đẹp, nó sạch quý vị bạn nhé. Đây, cửa nóc này rất là thoáng này. Đấy, vào đây. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển nhé. Bây giờ tôi sẽ bật cái điện này lên cho quý vị và các bạn cùng xem, để xem cái đồng hồ này. Đấy, tôi cho nhỏ đi. Đấy, đồng hồ công tơ mét là 5.8 quý vị các bạn nhé. Này, 5.8 này. Vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Đấy. Cruise control, kiểm soát hành trình hay còn gọi ga tự động đấy ạ. Và sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, sang số thể thao trên vô lăng quý bạn nhé. Đầy đủ hết cả rồi này, không còn thiếu cái gì nữa cả. Đấy, rất là đẹp. Điều hòa tự động, đầu DVD. Đấy, đầu DVD này, màn hình này, toàn bộ về cái phần nội thất này, từ táp lô cho đến táp bi cánh cửa đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, mặc dù là chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, đấy nó vẫn còn bẩn đây quý vị bạn nhé. Đấy, quý vị các bạn xem là biết được luôn nó bẩn này. Tại vì là quan điểm của tôi là xe nó có như thế nào thì là tôi quay, tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn nguyên như thế vậy đấy ạ. Đấy, và sau khi tôi quay xong thì tôi mới bắt đầu tôi đem đi tôi dọn dẹp chiếc xe này để cho quý vị và các bạn đến xem xe tại cửa hàng chúng tôi, thì quý vị và các bạn sẽ thấy nó đẹp hơn là cái trên video này rất là nhiều quý vị và các bạn nhé. Đấy, và ở cái phiên bản 2017 này thì nó khác với những cái phiên bản đời trước đó là có phanh tay điện tử đây quý vị bạn nhé. Đấy, phanh tay điện tử và không còn cái phanh tay cơ kéo tay ở đây nữa, và nó có thêm rất là nhiều chế độ lái này, ví dụ chế độ sport này. Đấy, rất là hay quý vị các bạn ạ. Đấy, gương chiếu hậu là chống chói này, cửa nóc này, tất cả là còn rất đẹp, rất là mới, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả quý vị các bạn nhé. Sau đây thì tôi lại tiếp tục tôi tắt cái động cơ này đi, và tôi sẽ ra ngoài để giới thiệu cho quý vị và các bạn xem những cái phần còn lại của chiếc xe này quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Lăn bánh được 5.8 km 2017 đấy ạ. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đấy, cốp sau này, tất cả những cái phần keo chỉ của cốp sau này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Keo chỉ này, keo chỉ cốp sau nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cốp sau nguyên bản luôn này. Cốp sau còn rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy.
chủ xe cũng đã mua cái tấm cao su này, tấm nhựa này để chống xước của cái sàn nhá. Đây, cho nên là cái tấm nỉ ở bên dưới này rất là mới quý vị các bạn ạ. Chưa có dọn dẹp gì cả mà nó mới, nó đẹp như này rồi đấy ạ. Lớp sơ cua cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn ạ. Lớp sơ cua còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Đấy, đồ nghề các thứ đầy đủ hết cả, không thiếu một cái gì đâu. Chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cho nên đằng sau đây những cái này là toàn bộ những cái bẩn nhá, do chủ xe để đồ cho nên là nó hơi bẩn một chút ạ. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ đóng cái cốp này lại. Tôi sẽ mở cho quý vị các bạn xem về cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Đây là cái cánh cửa phía sau bên phụ quý vị các bạn nhé. Keo chỉ của cái cánh cửa này còn nguyên bản này. Keo chỉ cánh cửa nguyên bản hết này. Táp bi rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, chưa có dọn dẹp gì mà đã đẹp như này rồi. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản này, chưa có vết tháo đâu quý vị các bạn nha. Đấy, và chưa dọn đây quý vị bạn xem này, nó bẩn một chút thôi, chứ còn những chiếc xe nào mà dọn đi rồi là nó sạch sẽ. Đấy, từ những cái cửa nóc này cho đến ghế da này, ghế da đằng sau này cũng còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, ghế da đằng sau này đều rất mới, rất đẹp đây ạ. Đấy, quý vị các bạn thấy không ạ? Ghế da sau này rất là đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này. Cũng là bấm tay để mở cửa đây quý vị các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, từ keo chỉ này, keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, táp bi cánh cửa này. Đó, đều rất là đẹp này. Ốc bản lề cánh cửa này. Đó. Cái bậc cửa này chủ xe cũng rất là cẩn thận quý vị các bạn ạ. Đã ốp inox để chống xước rồi này. Bên trong là trải sàn da này. Đấy, trải sàn da như cái thảm nguyên bản ở bên dưới này. Thảm nguyên bản của xe đấy ở nguyên dưới này. Còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, chủ xe cũng tương đối là cẩn thận đấy ạ. Nội thất da này, ghế da bên phụ này còn rất đẹp này. Đấy, quý vị các bạn xem này, toàn bộ da cao cấp của xe là còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn nhé. Ốc bản lề cánh cửa phía sau này. Đấy, còn nguyên hết này, nguyên zin hết này. Đấy. Tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn nhé, số khung. Đây là số khung hay còn gọi số VIN đấy ạ. Đấy, đầy đủ này, còn rất đẹp này. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 phiên bản 2017 facelift này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít quý vị các bạn nhé. Và riêng về cái phần động cơ của Mazda thì quý vị và các bạn biết rồi đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Chính vì vậy cho nên là nếu như ở ngoài Hà Nội thì ít, nhưng mà trong Sài Gòn là rất nhiều người mua Mazda 2, Mazda 3 để chạy dịch vụ đấy quý vị các bạn nhé. Đấy, vì là rất là tiết kiệm nhiên liệu ạ. Về cái động cơ của chiếc xe Mazda 3 2017 này thì tôi cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đây, từ những cái ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy này. Toàn bộ về những cái ốc chân máy này là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Toàn bộ còn nguyên bản này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm hay là chưa có bị ngập nước gì cả. Cho nên là còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Rất là mới quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe 2017 đấy ạ. Mà cái động cơ này là chúng tôi mua về là chúng tôi còn chưa có dọn đây. Các bạn xem nó vẫn còn bẩn nguyên đây nhá. Đấy, chưa có dọn dẹp tí nào mà nó đã đẹp như này rồi. Đấy, toàn bộ về những ốc chân máy này, ốc mặt máy này. Đây, cho quý vị bạn xem là nó còn nguyên bản hết này. Đấy, ốc mặt máy nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tôi cứ để tạm cái máy này như thế đã. Đấy, rất là mới luôn. Về cái động cơ thì quý vị các bạn có thể yên tâm, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản này, không có tai nạn, không có ngập nước. Đấy, máy móc là còn nguyên bản này. Và cái ốc bản lề cánh ốc bản lề cabo đây quý bạn này. Ốc bản lề cabo cũng còn nguyên này. Keo chỉ cabo còn nguyên này, chưa có bị mất một phân keo chỉ nào cả này. Đấy. Đấy, tem chìm này, tem chìm của hãng Mazda. Keo chỉ này còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhá. Đấy. Chưa có dọn dẹp gì thì nó bẩn như này đấy ạ. Chứ còn dọn đi là nó sạch. Tấm chắn nóng này cũng còn rất đẹp, rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Cái động cơ này phải nói là chủ xe đi cũng rất là giữ gìn đấy ạ. Cũng bảo dưỡng, vệ sinh thường xuyên cho nên là nó mới sạch sẽ và nó mới như thế này đấy ạ. Đấy, về cái phần động cơ. Ốc chân máy đây quý vị bạn này. Còn nguyên bản hết này.
ốc đằng sau này, quý bạn xem nhá, đây là cái ốc mặt máy ở đằng sau này, còn nguyên hết luôn. Đấy, chưa có một con ốc nào tháo ra đâu ạ. Thưa quý vị và các bạn, với chiếc xe Mazda 3 2017 Felix tên tư nhân biển Hà Nội này, thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 539 triệu đồng quý vị các bạn nhé, 539 triệu đồng và chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm. Đấy, thủ tục thì rất là nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2017 bản Felix này thì hãy liên hệ với hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.